Màu không phế, chỉ có mình phế thôi. Nên là Ri thử test cái sáp dầu này ra bốn loại giấy coi sao ha. Da bốn thì rất là mỏng nên là tô nó giật cái tờ giấy dễ nhăn và hơi bực. Tô một lớp lên thì bám khá là ổn. Két này của ông mặt bự thì tô lên rất là êm và cái viền nhìn xinh á. Giấy canh xinh lên thì lúc đầu nó hơi khó bám, cần phải tô nhiều màu để nó dày lên. Cái giấy Nabi ép lạnh này vân quá là thô nên lớp đầu rất là khó lên màu luôn á. Giờ Ri sẽ thử tô một lớp bên trên nha. Hai loại giấy đầu á không bám lớp thứ hai cho lắm. Hai loại sau thì giấy có nhiều vân nên bám tốt và blend được nhiều hơn nè. So sánh lại một tí xíu ha. Ri có thử làm một cái bầu trời đêm nhiều lớp thì kết quả là giấy A4 nó bám màu kém, dễ tróc lộ cái giấy trắng ra. Giấy sketch thì ít tróc hơn nhưng mà blend cũng không có được mượt lắm. Giấy màu nước thì càng thô, bám màu càng nhiều, ít lộ trắng và blend mượt hơn. Kết luận là giấy A4 không hợp. Bye. Giấy sketch thì hợp vẽ mấy cái kiểu nét dứt khoát như vậy nè. Còn giấy màu nước vân ép lạnh thì hợp blend màu và tạo hiệu ứng kiểu này ha.